Rồi, xin chào tất cả các anh em ở trên NonoLip. Chào mừng anh em đến với K2 của trực tiếp game. K1 thì chúng ta đã hit quá đủ drama rồi. Tôi thật với anh em, cái tầm này có bắt tôi hit thêm drama tôi cũng đéo hit ở đâu. Drama nó ngập tràn, nó từ đầu K1 đến cuối K1 đến cả giữa K1, lúc nào cũng có drama hết. Nhưng mà thôi, game đã hoàn thành rồi. Mời anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại với God of Tsushima. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chặng đường cùng với cả Samurai Jin Sakai đánh bại quân đội Bông Cổ đang xâm chiếm cái hòn đảo địa đầu nước Nhật. Ok, vào anh em nhé. Con bệnh hoạn đâu rồi anh? Con bệnh hoạn là cái gì? Anh em hỏi con bệnh hoạn đâu? Full fact cho anh em là người lồng tiếng của nhân vật chính là người lồng tiếng cho Zoro của One Piece và Hijikata của Gintama. Thế à? Hậu duệ nhà Trần. Tết mông chúng nó đi anh ơi. Ôi giời ơi. Làm gì? Yên tâm, tôi không chỉ tết mông đâu. Mà tôi thật với anh em, mẹ tôi là tôi mẹ, chơi luôn. Tôi là tôi chơi thẳng luôn và đít luôn chứ tôi tết gì. Rồi, quay trở lại về God of Tsushima thì hôm qua anh, nếu mà anh em còn nhớ đấy, thì chúng ta đã unlock một cái bộ, nó gọi là bộ Ronin. Vâng, Jin Sakai của chúng ta đây. Anh em nhìn thấy có chua đó, chua đó. Wow. Việc đầu tiên là tôi điểm lại cho anh em cái buổi chơi hôm qua có cái gì. Thứ nhất là chúng ta đã học được Độc Cô Cửu Kiếm, đòn đánh coi như là nhất kích tất sát, rút kiếm nhanh bằng 1/1000 giây, nhanh như tốc độ của sấm sét. Đấy. Thứ hai là chúng ta đã coi như là cứu được thanh niên Taka, là anh của em Yuna. Đấy, là cứu xong rồi. Thứ ba là chúng ta cũng đang làm dở cái nhiệm vụ là đi bắt cái con gì nhỉ? Tôi quên mẹ tên con đấy rồi. Cái con mà phản bội nhỉ? Con Nhật Gian nhỉ? Tôi nhớ được, em không phải nói tôi nhớ được. Tôi đây em không phải nói tôi nhớ được, tôi nhắm mắt tôi nhớ đã. Tô Mue. Rồi tôi nhớ rồi, không cần đọc con comment game đâu. Chẳng qua không có cam, có cam em sẽ biết tôi nhắm mắt. Nửa đường từ con Tô Mue. Và ngoài ra chúng ta đang làm dở cái nhiệm vụ gọi là đang chung sức với cả một cái nhóm Ronin, một cái nhóm lính đánh thuê của thanh niên bạn cũ. Đấy, để đi tìm thức ăn về cho cái nhóm quân đấy. Và nếu chúng ta giải, chúng ta lấy được cái lòng cái nhóm quân đấy, nhóm quân đánh thuê đấy, thì chúng ta sẽ tăng thêm cái lực lượng để đi giải cứu ông chú của mình. Rồi, đơn giản vậy thôi. Hôm nay tôi nói luôn với anh em về quest của tôi ngày hôm nay nhá. Quest của tôi ngày hôm nay này, thứ nhất là tôi sẽ đi đánh vào trong doanh trại của bọn Mông Cổ để lấy được cái phần thức ăn về cho cái nhóm quân đánh thuê của thanh niên Ryuzo. Đó là việc đầu tiên anh em nhé. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai đó là tôi sẽ tôi sẽ làm cái nhiệm vụ. Chúng ta làm cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái nhiệm vụ đây, có một cái Legend đây. Legend được Tadayori. Đây là cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ được thưởng cái bộ giáp mà nhìn trông nó ngầu hơn so với bộ có nhiều Ronin của tôi mặc rất là nhiều nhá anh em nhá. Bộ giáp có tên là Tadayori Armor, bộ Legend anh em ạ, bộ Legend anh em nhá. Rồi, thế đéo là vẫn có những anh em kêu là mẹ 360p nhỉ, 360p thì xem lại xem là điện thoại hay là thế nào, F5 đi. Còn nếu mà anh em đang dùng app Nonolip thì anh em thoát app ra, anh em tắt hẳn app đi. Đấy, xong em bật lại nhá. Còn trên web thì anh em thử F5 cho tôi. Đổi bao kiếm đi. Mẹ, bao kiếm của người ta là bao kiếm mẹ hổ trắng, bạch hổ. Đéo hiểu đổi bao kiếm làm đéo gì. Đẹp VL rồi à. Rồi, trên chúng ta đi làm tiếp cái nhiệm vụ của thanh niên gì đã. Nếu mà anh em nào chưa được trải nghiệm quả nhất kích tất sát, coi như là Độc Cô Cửu Kiếm của tôi thì là hơi phí cho anh em đấy. Đâu nhỉ? Chỗ của thanh niên kia đợi mình là chỗ nào? Đây rồi, tên là Ryuzo. Đến đây. Chúng ta đầu tiên ta sẽ phát tra vèo. Phát tra vèo đến đây. Xong từ đây đi xuống.
xem có chỗ nào gần hơn không. Tôi nghĩ là đi từ chỗ này đi sang đi, bởi vì chúng ta sẽ đi ngang qua một cái outpost thì chúng ta sẽ đánh cái outpost này luôn và chúng ta tiến đây nhá. Bao kiếm Chiori. Phịt con Tomoe đi dẻo. Hiểu. Bao kiếm này là báo tuyết chứ bạch hổ, nó là vằn chứ đốm đéo đâu. Ở cái này là báo tuyết nhỉ. Phải báo tuyết. Ơ mẹ chỗ kia trước kia đã có một cái doanh trại rồi. Mẹ, không lẽ là ông trời muốn tôi thực hiện ngay cái mẹ độc cô cửu kiếm cho anh em sợ. Đấy. Anh em nhìn tôi đi thẳng vào doanh trại của địch mẹ luôn. À đéo đâu, chỗ này là chỗ mình giải phóng rồi mà. Quên. Chỗ này là giải phóng rồi, khổ. Chỗ này giải phóng rồi. Đi thôi. Trông khác đéo gì cái chổi lau nhà. Tao hiểu mẹ. Ừ, thẩm mỹ của anh em chán VL. Đây, tôi đang đi thẳng đường này thì chắc là mình sẽ đến cái chỗ cái một cái doanh trại, tôi đánh cái doanh trại trước. À từ từ. Nếu tôi không nhầm là đập cái này có được cái gì đâu. Không phải lên núi đúng không? Chắc phải đi dưới núi đúng không? Đâm đầu lên trên núi có vẻ đéo phải. Mình đâm đầu lên núi có vẻ không đúng. Phải chạy ở dưới chứ. Đây có cái đường mòn đây. Vỏ đao nhưng ruột kiếm xấu VCC. Thế anh em có thống nhất chúng ta đổi sang cái kiếm khác không? À cái vỏ kiếm khác không? Tí nữa tôi đổi. Đéo hiểu. Không đổi thì lại kêu là xấu. Nhưng mà đổi thì đéo là tí nữa cũng có những anh em trồi lên kêu tại sao đổi cho mà xem. Ôi chắc bại chắn luôn mà. Tôi lại đéo kinh tôi đâu. Ô, mình đi qua mẹ cái chỗ này rồi. Từ từ tôi phải đến đây đã. Tấn công cái outpost đã. Đấy rồi. Cho anh em lại chiêm ngưỡng. Đổi đi anh ơi. Đổi đi nhìn như cái chổi. Đã rồi, ok sẽ đổi ra. Rồi để tôi lên tôi giải quyết bọn này xong đã. Cũng là để luyện tay luôn cho tay nó dẻo. Không có tí nữa uýnh nhau rồi. Chết anh em lại chửi tôi chơi ngu. Chú vào đây. Ôi cái gì đấy? Phải lên. Đéo gì đấy thằng leader này. Rồi. Tìm thằng leader rồi thì sao, ấn cái nút này được cái gì? Mình có mình không có giết được thằng này bằng cái ẩn náu không? Nó mẹ luôn đây rồi này. Chơi không? Mày láo này. Nhất kích tất sát. Ui giời ơi. Mọi anh em thấy thế nào? Độc cô cửu kiếm nhất kích tất sát đấy. Nó đánh nhau với cả cái game mẹ samurai của phe mình. Giết luôn. Mày láo. Láo. Nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát. Ây da, hết cả đấy rồi. Trượt rồi em ơi. Xí thằng chó bắn cung rồi đã. Ừ,
cùng ảnh mày. Mày cung. Ây da. Lão. Lão. Chuẩn cho con đã. Có mẹ mày. Xuống đây. Lão với tao. Anh em thấy thế nào? Mẹ. Cồng kềnh VL. Đéo hiểu đánh nghệ thuật như thế. Anh em kêu cồng kềnh VL. Oanh. Ôi giời ơi, cái áo đẹp của tôi. Cái áo đẹp của tôi trở thành bẩn thỉu này rồi anh em ạ. Dính máu quân con nhà bà thù. Thế bại chết rồi à? Chán vậy. Yếu quá. Yếu quá. À, thằng nào muốn gặp tao? Ủa, hóa ra anh này à? Có anh có muốn coi như là một chít một ít coi như là bí thuật của em không? Chơi bí thuật không anh? Chơi bí thuật không? Chơi bí thuật không? Hả? Bồ lão bồ lêu. Quý mày lắm tao mới cho mày hưởng bí thuật của tao đấy. Lầu kiếm, nhét kiếm. Chính tôi bây giờ nó khác xưa rồi. Anh em phải hiểu. Vũ khí của tôi nó gọi là đầy mình. Dăm ba cái thằng này tuổi gì. Có con chim vàng kìa. Chim vàng muốn dẫn ta đi đâu? Từ tôi đây tôi lấy đồ đã. Chim vàng muốn dẫn tôi lấy cái đồ gì đi phải. Chắc học thơ hay sao. Tùy ổng thấy đẹp thì ổng thầy ổng để. Mấy ông thích theo ý mấy ông thì tự tải game mà làm theo ý của mình. Không, kênh tôi là kênh dân chủ mà. Anh em thích thì tôi chiều có sao đâu. Tại vì là căn bản là chúng tôi biết tính anh em mà. Anh em luôn luôn nghĩ đến samurai là cái đuôi kiếm nó cứ phải dài loang loang ở sau lưng thì nhìn trông mới bro. Đúng không? Tôi lại đéo tính anh em đâu, cho nên là nó hình cái mẹ đuôi coi như là đuôi báo, đuôi hổ là anh em đéo thích. Vì nhìn trông nó đéo bro. Khổ. Tôi lạ gì thích của anh em đâu. Vấn đề là chỗ này mình đã chiếm được chưa? Rồi, complete rồi. Từ ra xem chim vàng dẫn tôi đi đâu đã. Chim vàng mày muốn đưa tao đi đâu? Đâu dẫn tao đi đâu thì bay đi. Tao đến đây. Ôi cái đéo gì. Ê, sao không nhận ra chết của mẹ tôi. Tôi phải nhanh chóng học ngay cái skill mẹ. Phải nhanh chóng học ngay cái skill gì mới được. Mẹ rất bực mình. Cái skill và nhảy từ trên cao chúng ta lộn vào một lần ý. Mẹ. Anh hùng đéo gì chết giận mẹ lãng nhách. Ra cái thể thống công rãnh đéo. Phải học cái lăn người mỗi lần mình nhảy ấy. Phải có cái lăn người. Có cái gì đây? Khổ, đây là chiến trường một anh samurai chết coi như là ở đây. Sau khi đã đánh bại rất nhiều thằng bông cổ xong thì bị chúng nó dồn ở đây xong nó thiêu xác. Chúng nó còn vứt xác lên trên cái xe này. Thôi. Ôi trên này là ai đấy? Ô Valin. Đến đây. Ai ngờ lại có một đám mẹ đến đây để cống mạng cho tôi. Xin lỗi. Một thằng tiên sẽ chết. Lám láo với tao này.
Thằng thứ hai, lão với tao này. Tiếp tục, nhất kích tất một phát, nhất kích tất sát. Tiếp tục nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát. Chán. Không có một cơ hội nào cho chúng nó luôn. Ôi dồi ôi, chào ba. Cứu bà luôn. Tôi cứ nghĩ tôi chết đây rồi, cô thương ai. Bọn chúng đối xử bọn tôi cứ như là vậy, là nô lệ. Bà an toàn rồi. Đánh mất chính mình rồi. Tất sát đéo đâu. Ừ, thì gọi thế cho nó vui. Mất cái gì đâu, anh em buồn cười. Gọi thế cho vui đâu, chết ai. Đây được một cái điểm cộng, tôi cộng vào luôn anh em ạ. Đéo mẹ. Lời đồn về cái gì đây? Có một lời đồn về một cái ngôi làng. À, ô cái này phải hay này. Nếu chúng ta giải thoát cho cái làng này là chúng ta sẽ được thêm một cái thế, một cái thức khác. Là dùng giáo với lại dùng những cái vũ khí dài được. Chứ không chỉ là sử dụng kiếm. Stun progressing à? Nhớ thôi từ từ đã, cái này từ từ đã. Để tôi cộng cái điểm ấy đã. Đâu nhở? Cái trò nhảy ở đâu nhỉ? Ôi cảm ơn anh em bò tuôi. Làm bát phở đêm nhé bạn ơi. Thank you anh em bò tuôi. Cảm ơn anh em bò tuôi rất nhiều. Đây, xếp landing đây. Mỗi lần mình nhảy trước khi mình lao dưới đất là mình ấn nút tròn một phát nữa. Là mình sẽ không bị mất máu đâu. Có một bọn cướp ở dưới kia. Ngựa đâu? Bọn cướp cạn, chúng mày cướp vào nhầm ngày rồi. Vào đấy. Vào này. Vào này. Vào này. Vào này. Pha cuối cùng hơi trượt anh em ạ. Hơi cay. Trượt. Cay. Thôi không sao. Thế là đẹp rồi. Thôi đi thôi. Lên ngựa và chúng ta đi tiếp thôi. Nhiệm vụ chính vẫn còn. Dùng kiếm chặn tên đi anh ơi, cho ngầu. Đéo về thế, tôi có học cái, tôi đã học cái kiếm chặn tên đéo đâu. Phải đi được cái đường mòn này xuống dưới. Nâng độ khó đi. Giời ơi, mọi khi chơi easy thì anh em gáy. Chơi easy thảm nào giết được. Bây giờ chơi normal rồi anh em đéo còn gì để nói nữa. Bắt đầu gạ gạ kèo lên hát đít đấy. Cay khổ. Tôi biết anh em cay mà. Mấy ngày nào tôi vẫn còn coi như là thơ dại. Cảm ơn anh em bỏ tôi xiên đẹp quá làm. Cứ lần xiên đẹp lại được donate à. Kinh quá nhỉ. Đâu con chim mày dẫn ta đi đâu. Khổ. Ôi dưới kia một ngôi làng kìa. Từ xem con chim nó dẫn tôi đi đâu đã khổ. Một ngôi làng bị bỏ hoang.
Ô, đây là khu vực của Mông Cổ mà. Ơ, đây chính là cái, đây chính là một cái tên mà của thằng Taka đây mà. Đây là cái tên của thằng Taka, tức là anh trai của Yuna ở chỗ này đấy. Thế thôi, đây để sao làm sao đi. Tập trung mà làm cái nhiệm vụ của thanh niên kia, tấn công vào cái pháo đài bọn Mông Cổ đã, rồi quay lại làm nhiệm vụ của Taka sau. Cái mẹo chim đi, chim chắc lại dẫn đến chỗ làm thơ mà. Suốt ngày thơ với thẩn mệt đéo chịu được. Ôi anh em Harry Hải, khiếp, cảm ơn anh em Harry Hải, đại gia Harry Hải vẫn đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian trên Nonolip. Từ ngày 20 tháng 7 này là trên Nono nó có cái sự kiện gọi là thi giữa các streamer trên Nono trên toàn thế giới anh em ạ. Xem là streamer nào nhận được nhiều sticker hơn, nhận được nhiều quà hơn. Từ ngày 20 anh em ủng hộ tôi nhá. Thi này là thi toàn thế giới đấy. Tôi vào được vòng 2 rồi. Bây giờ đang tiếp tục ở vòng 2. Đấy, khổ. À đây, chỗ này đây. Ơ, tận nhau luôn. Một thằng, hai thằng. Cái chỗ này sao nhìn quen nhở? Cái chỗ này nữa tôi nhớ không nhầm là cái chỗ mà trước đây mình từng đánh xong rồi quay trở lại thì thấy chúng nó lại sống lại đấy mà. Đéo mẹ. Hình như là chính là chỗ này đúng không? Thế này thì tôi từng đánh chỗ này một mình tôi còn đánh được, cần đéo phải phơ với cái thằng kia làm đéo gì. Để leo trên xem nào. À kìa, thằng Nige kia rồi. Đây là một cái nghĩa địa của Nhật đấy. Cái nghĩa địa của Nhật. Đây rồi, đội quân Ronin đây. Đội quân mũ rơm đây. Khổ, ôi anh này đội mũ thế nhìn thấy cái đéo gì. What the fuck. Cậu đã sẵn sàng để lấy thức ăn cho bọn tớ chưa? À, tôi đoán là tôi không đánh được cái chỗ này bởi vì như này, nó thuộc về cái nhiệm vụ này. Cho nên nếu mà mình xuống mình đánh chết bọn ấy hết rồi thì làm nhiệm vụ này thì mình chỉ việc đi bộ thẳng vào mình làm à? Tôi đoán là như thế. Những người khác trong nhóm đang rất đói, hy vọng chúng ta có thể ăn cắp được thức ăn ở nơi này. Đúng không? Chứ lần trước mà tôi đánh bại chỗ này dưới rồi thì bây giờ quay lại còn cái đéo gì nữa. Nên là chỗ này nó phải chọn cái hồi sinh lại. Không nhìn được sẽ không có nỗi sợ nữa. Ôi giời ơi. Đông như này thì sợ đéo gì? Hệ đéo hiểu mình tôi còn xử lý được cả đám phía dưới. Đéo hiểu đông như này. Không phải sợ cái ơi. Cái cứ đứng bên ngoài để mình em vào. Dâm ba cái bọn. Đơn giản mà. Đéo hiểu có gì phải sợ ạ. Có gì phải lo do thế anh ơi. Đi thẳng vào cho em. Đi thẳng vào cổng chính cho em. Còn phải đợi coi như là tín hiệu của thanh niên kia. Đéo hiểu. À, mình nhiệm vụ này là mình phải không được gây ra cho bọn kia nó phát hiện. Tôi phải phá hủy cái báo động của chúng nó ở trên cái tháp. Đi đâu đây? Ok. Đi đâu đây mấy anh ơi? Thẳng người lên mà đi. Mình là samurai. À bọn này không phải samurai, tôi quên mất. Được chưa? Bây giờ anh muốn giúp Lào.
phải sờ tan óp à? Mẹ. Có thằng bắn cung ở trên kia, tôi phải cho thằng bắn cung ở trên này đi đã. Tiếng rất ách. Một thằng bắn cung ra đi. Quan sát từ trên cả chúng nó được rồi. Thằng kia quay mặt đấy. Tốt, quay mặt rồi. Tiếng rất ách. Ôi chết mẹ, nó đéo chết. Tiếng rất ách, chết mẹ đéo chết. Tiếng rất ách, nó đéo chết rồi, bỏ mẹ thôi. Sao đéo chết, chết mẹ mới đi. Nó biết rồi. Ờ, đéo biết tao ở đâu cơ. Chạy mẹ ra đây. Đéo biết tao ở đâu cơ. Thằng kia đéo biết tôi ở đâu cơ. Ra đây. Chết mẹ rồi, nó đang. Đừng có hòng. Ây. Bịt. Đéo được rồi. Đây là nhiệm vụ đéo được để lộ anh em mà. Nó thổi tù và là đéo được. À gọi tôi tìm đường khác tôi vào. Đéo gì mà... Đây. Nó phải như thế này. Khổ. Đấy. Nhiệm vụ nó hơi ninja tí. Tức là phải như thế này. Khổ lắm mẹ. Đấy phải như thế này lẩn vào trong kia. Đời tôi nó cô liêu. Để xử con chó nó đứng đây đã. Một thằng chết. Xuống. Tưởng gì chứ mẹ. Gió chiều nào thì cũng chơi được hết. Dầm bài con game. Gió chiều nào tụi cũng chơi hết. Anh chết nhặt mấy kia đi đã. Cảm ơn em Harry Hải. Ê, từ từ tôi nhặt mấy cái này đã. Cả team đang rất chiến thuật thì có thằng phá đám. Bộ này vẫn là của Samurai. Xem bọn tập Kendo của Nhật đi. Không biết toàn phát biểu liều. Ừ đúng rồi. Đó là phong cách của nó. Bộ này là bộ Samurai mà. Từ từ. Mẹ thằng kia đang nhìn ra hướng này anh em ạ. Liệu mình có thể leo mà nó không nhìn thấy mình không? Ờ, nó đéo nhìn thấy rồi, tốt lắm. Em xin lỗi. Cái thiết bị báo động của chó đâu? Đây. Tức là khi mà nó thổi báo động ý, là bọn nó sẽ sử dụng mấy cái súng mẹ hỏa mai này. Nó bắn lên trời. Disable luôn. Đấy, bây giờ là mẹ đốt lửa lên báo hiệu cho người khác tấn công vào. Tấn công vào đi anh em ơi. Thức ăn là của chúng con nhà bà mình. Là của chúng mình. Ăn là... Ây da. Ây da. Khá quá. Anh cho bắn cung đợi bố mày. Bắn cung bố mày này. Thế đéo nào. Điếc. Cái camera con game mèo làm chán đéo chịu được. Cam làm tôi đéo nhìn hướng tấn công của nó. F5D game. Cam này tôi không nhìn thấy cái hướng tấn công của chúng nó. Mày bực thế.
Monokusla. Giết mấy thằng bắn cung rồi đã. Bọn này tuổi đéo gì? Tôi nhất kích tất sát chết mẹ nó luôn. À, tôi có thằng bắn cung nữa à? Mấy thằng này tôi giết lúc nào chẳng được. Anh em nhìn thế này. Tôi giết mà chẳng được. Dầm ba cái thằng này mà. Còn chẳng tôi có thích giết hay không. Đấy là chó mẹ chém sau nhá, nhiều bố. Chạy đâu? Anh ấy, gì kinh thế? Từ nào anh? Từ từ anh yêu. Chết! Cái chó chó đó. Đồng hướng nhở? Đúng chưa? Có anh này à? Sao rồi? Lấy gạo đi anh. Hora, 食料を運ぶん đâu. Hãy để cho người của anh ăn nào. Khí mong à nè. Thức ăn đâu hết cả rồi. Tôi chẳng thấy có tí thức ăn nào trong tháp cả. Thế đéo nào đâu thức ăn? Mẹ, chỉ toàn giấy tờ của bọn Mông Cổ thôi. Để tôi xem nào. Anh biết đọc tiếng Mông Cổ à? Nếu nó là tiếng Trung Quốc thì tôi có thể đọc được. Từ bao giờ phép đọc tiếng Trung Quốc? À. ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃。Sao cứ đánh nhau là áo chuyển về màu đen nó bị bùn mà. 船は港だ。Bọn nó đưa hết thức ăn lên trên thuyền rồi. Khổ. 船は奪った。まさかお前。Tấn công vào lên thuyền à? Anh điên rồi. 話を聞こうか。Anh nghĩ gì trong đầu vậy? まずは様子を探ろう。Mẹ, thế là đéo có thức ăn rồi anh em mà. Bao nhiêu công, bao nhiêu sức oánh vào. Cuối cùng mẹ. À, thế hóa ra là dưới này à? Ôi xời. Ok, anh ở trên này hết đi. Để mình em đi xuống cho. Dầm bà bọn dưới này có cái gì đâu. Đơn giản mà. Đấy, có vài cái thuyền nhỏ đằng kia. Ăn cắp một cái thuyền. À, mình phải xuống để ăn cắp thuyền. Sau khi ăn cắp thuyền xong thì mới dùng thuyền này tấn công vào. Chắc là có quá nhiều cung thủ, tấn công vào đường chính là coi như là tự sát. Dưới kia có rất nhiều thùng nổ, nó sẽ khiến bọn chúng tập trung vào đây, khiến bọn kia không chú ý đến bãi biển. Chúng tôi mới lên cái tàu nhỏ đằng kia, lên cái tàu nhỏ đây để coi như là ra biển. Mẹ kinh quá nhở, tấn công thẳng lên mẹ chiến thuyền của mẹ Mông Cổ mẹ luôn. Đưa cung thủ lên trên này. Đấy, bọn kia sẽ tập trung vào cung thủ trong lúc mình ăn cắp và thuyền. Đối với cả mọi người. Đấy. Hãy cố gắng bắn cung thủ bên trên để bọn tôi có thời gian ăn cắp cái thuyền. Sau đó là tạm thời trốn vào trong rừng, đợi coi như là dấu hiệu của tôi. Đứng xuống bờ biển dễ mà. May mà tôi từng tấn công vào đây rồi, chứ mọi thứ với tôi đơn giản. Bây giờ mới có thời gian nhìn cảnh đẹp quá anh em ạ. Mẹ đằng kia là các chiến thuyền của bọn Mông Cổ đấy. Thực ra tôi thật với anh em là quân Mông Cổ ấy, nó có giỏi đánh về biển đéo đâu. Bởi vì là nó chuyên môn sống ở thảo nguyên mà. Chẳng qua là sau khi mà Hốt Tất Liệt thống nhất xong Trung Quốc xong ấy, thì quân lính mà kiểu như là để lái tàu rồi các thứ này là toàn kiểu người Trung Quốc mà. Kiểu người Hán ấy. Còn bọn Mông Cổ thì
thuyên thiếc đéo gì. Chúng nó chỉ giỏi cưỡi ngựa thôi. Cảm ơn anh em quân Kim Hoàng. Ôi dồi, cho anh em quân Kim Hoàng. Cần kim thêm hai thằng leader nữa là học được cách sử dụng giáo, không cần làm cái theo kia. Ủa ôi, tuyệt quá nhờ. Đừng đấy. Bọn kia nó không để ý gì nữa rồi. Thời đấy đời Tống anh ơi, nhưng mà người Trung Quốc gọi chung là người Hán mà. Chứ còn ai chả biết là thời Tống. Tần Hán Đường, Tống Nguyên, Minh Thanh thì ai chả biết. Vấn đề là người Trung Quốc họ vẫn luôn tự gọi mình là người Hán mà. Chứ còn ai chẳng biết. Mày chết. Cái đá còn tâm trí đâu để mà chiến đấu nữa rồi. Tâm trí đâu mà chiến đấu. Tâm trí đâu mà chiến đấu. 14.000 xu của anh em nào đấy. Cảm ơn anh em nào gửi 14.000 xu. Thank you anh em. Khổ. Tư Mã Ý à. Ôi dồi ôi, cảm ơn anh em Tư Mã Ý của khiếp. Đúng là sau này thống nhất coi như là Trung Quốc khỏi thời kỳ Tam Quốc cũng khác. Anh em giàu thế. Cảm ơn anh em Tư Mã Ý. Nhưng mà thời Tư Mã Ý thì chưa thống nhất được nhỉ. Phải về sau đến thời cháu. Rồi tôi tiếp cận vào mẹ tàu địch rồi. Phải lên chiến thuyền địch rồi. Hay. Đấy. Này. Katana kurabe wa wazurawashikatta no ka? Kizuite kureta ka? Pháo này. Nani mo nai na. Không có thức ăn ở đây. Hayaku ieba yokatta mono. Đáng lẽ anh nên nói cho tôi trước. Kéo có gì ở đây rồi? Đi đâu? Ông cái lục đéo lục lâu thế. Không mở được cửa này thì nước non đéo gì. Đây à? Nói nà. Đi mà đây là phân bò mà, thức ăn đéo đâu. Đi, đây là xô cứt lợn, cứt bò. Đéo hiểu khổ. À, return to thanh niên này nhỉ. Thanh niên này tự mở. 4人, 5人 逃げ場はないな. Tataかうぞ. Temera, ii fune da na. Sa, isokuzo. Sử dụng mấy thằng cung thủ cái này đã anh em ạ. Ây à. Arate ga kita, konose. Nào. Mẹ đồng thế. Đi. Mẹ trên thuyền khó đánh quá. Cái camera nó cứ chắn vào cái góc đấy. Mẹ. Arate ga kita. Konose. Rồi. Ô, giết được một thằng leader nữa rồi. Hay lắm, một cái thôi tôi ăn lắp được cái kia rồi anh em ạ, không cần phải làm, không cần phải làm coi như nhiệm vụ huyền thoại. ここにもなけりゃ nếu thức ăn không có ở đây thì nó phải trên thuyền khác. Anh cứ kiểm tra ở đây, tôi sẽ đi sang thuyền khác. Cẩn thận đấy. Có thanh stamina chắc ông dẻo chết mấy đời rồi. Nhưng em này mà có thanh stamina, tôi thật với anh em nó lại quay trở về cái dạng thức kiểu mẹ đắc sâu à.
Ai chơi thế? Game đang là game ARPG hành động, đéo nào lại... Ô, thuyền chúng nó nối với nhau kìa. Thế đéo nào từ mẹ thuyền bên này nhau, bên này vẫn mẹ lính gác vẫn đéo biết gì. Đùa nhau à? Này chúng mày bên kia vừa đánh nhau nhiều lắm chúng mày ạ. À. Có người chết nhiều lắm rồi đấy. Đéo hiểu sao các anh này vẫn mẹ... Anh này vẫn đứng đây, thằng dở hơi. Chết. Cảm ơn anh em Akip. Trà đá 500 đồng VL9K người xem ghê vậy. Ôi dồi, anh em trà đá 500 đồng mới vào kênh anh em ơi. Kênh tôi bị lỗi anh em ạ. Tức là bình thường kênh tôi chỉ có 9 người xem thôi. Nhưng mà nó bị lỗi hiện thành 9K người xem đấy. Anh em trà đá 500 bây giờ anh em mà thoát ra là kênh tôi sẽ bị 9K trừ đi 1K luôn đấy. Là còn có 8 người xem thôi. Anh em trà đá ủng hộ kênh nhá. Khổ kênh mới lập ít người xem, anh em thông cảm. Nó lỗi, tôi tận dụng một tí lỗi thôi nhá anh em nhá. Làm gì đây? Hả? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Làm cái gì đây? Mày thổi với ai? Thổi báo động này. Ôi trong này có con. Ôi mẹ, trong này có con gì đấy? Gấu à? Mẹ biết thế mình mở cái bẫy gấu này ra, bọn kia nó giết bọn kia thì nó nghệ thuật hơn. Để tìm ra đã. Đây là một số kế hoạch tấn công của bọn Mông Cổ. Nó chuẩn bị tấn công vào một cái địa điểm rồi. Nhưng mà ở đây thì không có thức ăn. Chắc chắn phải có thứ gì đấy khác. Ồ. Mày soi cái gì? Ủa thằng ngu. Ôi, anh nào đấy? Khổ. Em ra đi sớm anh nhá. Khổ, anh vẫn quáng bò ra đây ạ. Khổ. Thế nên Ryuzo đâu rồi? Ubawareta hyōrou wa doko e? Ryuzo. Ôi dồi. Thằng khốn nạn. Đơn giản mà. Tsukedachi nante nakutemo taoseta ze. Đâu rồi. Tí gì hạ gục được hắn nếu như cậu không đến. Đéo hiểu biểu đánh một tí chết còn tinh vi. Ấy à, anh nào đấy? Nó bắn mẹ tức bắn cháy tàu của chính nó ạ. Giờ làm nào? Nhảy khỏi tàu. Nhảy. À! Thôi lên bờ rồi. Tớ đã hứa với người của tớ là sẽ được thức ăn. Thế mà chúng ta lại về mà tay không. Chúng đã tìm cách khác. Nhưng bao nhiêu người mà tớ sẽ phải chết cho đến khi tớ thức ăn đây. Tớ tìm được một cái kế hoạch này. Kế hoạch tấn công của bọn Mông Cổ. Bọn chúng có cho thấy được là cái đường coi như là tiếp tế bọn chúng không? À, có một cái bản đồ. Đưa tớ xem nào. Chúng ta sẽ cùng làm chuyện này với nhau. Tớ là người lãnh đạo quân đội của tớ. Cậu có vấn đề riêng của riêng cậu. Tớ cần cái bản đồ này, hiểu không Jin? Tớ cần cậu ở cái lâu đài Canada. Tớ hứa. Đừng có cho bọn chúng biết là cậu đang đến. Cũng như cậu thôi mà. Đấy, nói chung là mình nhặt được cái kế hoạch đấy là sẽ có cái đường đi của cái kiểu quân lương ấy.
quân lương của Mông Cổ. Từ đấy thì mình sẽ, cái đội kia sẽ tìm được thức ăn. Tôi lấy, mỗi lần tôi giết được mấy thằng tướng kia là tôi lại tăng thêm được một cái hình tròn anh em ạ. Và tăng thêm cả máu. Ngoài ra mình lại unlock được cả một cái vũ khí mới. Lần này chơi cái gì giờ đây nhỉ anh em nhỉ? Bom. Smoke bomb. Cái này là ném để cho bọn kia chú ý hướng khác. Tôi chơi hẳn bom mẹ luôn. Đéo mà phải. Tôi chơi bom luôn. Lựu đạn luôn. Việc gì mà phải vô va vô vẩn. Kinh quá nhở. Kinh đấy. Mẹ bom này ném mà sẽ khiến bọn kia bị đờ mẹ người ra. Trong khoảng thời gian mình xuống mình giết. Kinh quá nhở. Hay là cái này nhỉ? Ném vào xong rồi mình có thể lao vào trong. Cái này cũng hay. Ô, giết hai thằng một lúc. Hay đấy. Cái này hay này. Tôi nâng cấp lên cái này là mình sẽ có thể ám sát được hai thằng một lúc mẹ luôn. Hai thằng đứng gần nhau là một phát chết luôn cả hai. Đâm một. Xoay sang một. Hai thằng chết. Anh em thích cái nào đây? Nâng tiếp bom để cho cái như là cái khoảng cái bọn lính nó bị sốc bởi bom. Hay là ám sát được hai thằng. Để giành nâng mắc Kunai. Mắc Kunai á? Kunai thì... cần 2 điểm để sẽ nâng mắc Kunai. Kunai là ném phát nó chết cả ba thằng mẹ luôn. Thế tôi để dành cho nên Kunai nhá. Tôi nghĩ để dành Kunai thì mình có 2 điểm là mình sẽ cộng với Kunai này. Là cái đam của Kunai sẽ làm tăng gấp 2 lần so bình thường khi chúng ta sử dụng. Gần như một pha ném Kunai là có thể giết được 3 thằng luôn. Một pha ném giết 3. Kể cả lúc chúng ta đang bị lộ. X2 đam mà gần như là mẹ giết luôn còn gì nữa. Em nghĩ nâng khả năng cận chiến hay hơn anh ạ. Một pha ném mẹ giết ba luôn. Thế để dành nhá. Để dành như là tính sao. À từ bây giờ là mình có thể thay đổi cả những cái loại gọi là... thay đổi là cả loại cung. Cung dài và cung ngắn à. Từ từ. À, đây là thay đổi giữa ấy thôi. Ném hay là cung thôi. Cho hiểu rồi. Đây bây giờ tôi sẽ đi lấy cái bộ giáp. Tôi sẽ bắt đầu đi lấy cái bộ giáp này anh em nhá. Đây, bộ giáp này này. Đây, Mythic Tail đây. Bộ giáp coi như Legend of Tadayori. Chúng ta sẽ lấy là cái bộ giáp Tadayori. Đây là bộ giáp có thể nói là mẹ huyền thoại đấy. Nhìn trông chúng ta sẽ bro hơn so với cái bộ hiện tại rất là nhiều. Anh học cửu âm chân kinh đi. Rồi, đi làm này đã. Thay bộ quần áo xong rồi tôi sẽ thay luôn cả cái vỏ kiếm luôn. Anh em nhá. Anh em có kim cương thì xả kim cương đi. Từ ngày 20 cơ anh em ơi. Bây giờ chưa cần phải xả để tặng sticker tôi đâu. Từ ngày 20 cơ mà. Hôm nay mới chỉ là ngày 19 thôi. Từ ngày 20 anh em nhá. Hôm nay mới là ngày 19 thôi sang ngày 20. Khổ. Chứ còn anh em donate hôm nay là đến hôm đấy anh em hết tiền đấy. Sự kiện event bắt đầu ngày 20 cơ.
Hôm nay mới là bắt đầu ngày 19 thôi. Chứ không phải hôm nay bắt đầu ngày 20. Rồi, ngựa đâu? Gọi ngựa như nào để tôi quay mẹ gọi ngựa rồi đây. Khui. Gấu. Vãi cứt gấu ạ. À. Ôi, trông nó đứng kìa. Mày làm gì? Mày muốn sao? Gấu với chúng tôi này. Gấu với chúng tôi này. Có thịt gấu nướng rồi anh em ạ. Đợi tí cho nó cháy hết đã. Game này làm khá là thật. Tôi thấy nó khá giống dây đa ở chỗ là mỗi lần chúng ta bắn cháy cỏ ấy là nó sẽ cháy lan theo hướng gió luôn nhá. Theo đúng hướng gió luôn. Anh em thấy hướng gió đang thổi vào hướng kia. Đấy, và lửa nó cũng đốt ra hướng đấy. Chỉ có điều là sau khi cháy xong thì đám cỏ đấy vẫn còn thôi. Thế còn trong dây đa là cháy xong cỏ nó còn trở thành cỏ vậy. Cỏ khô cơ. Thế đéo nó lại dẫn tôi lên trên này. Lấy bộ đồ khác đã rồi đổi bao kiếm. Anh em đéo nghe thấy à? Đang đi lấy cái bộ đồ huyền thoại lấy xong rồi bao kiếm một thể. Đéo hiểu tôi cứ sổ chim tôi nói nó biết có anh nghe không. Sổ chim tôi nói đéo anh nghe thì đéo được nhỉ. Rất là bực mình. Có chỗ nào phát travel cho nhanh không? À đây có chỗ này phát travel cho nhanh này. Tội đéo đi chỗ kia. Lại có chim kìa. Chim dẫn đi đâu đây? Trong này lắm chim thật. Ôi dồi sao này? Bà này lại khóc. Sao ấy chị? Khổ. Chuyện gì vậy thưa bà? Bọn cướp thưa ngài. Bọn nó lấy mất thức ăn của gia đình nhà tôi rồi. Khổ. Đéo còn gì để ăn. Bọn chúng đi đâu thưa bà? Người phía Bắc. Chúng trong rừng. Tìm bọn chúng. Ơ Mai Linh, đéo hiểu ba kia còn bảo là đừng có làm hại bọn cướp vì bọn nó cũng khổ như chúng ta thôi. Đó thôi, save for letter đã. Đây là một cái tên mới anh em ạ. Đây là một cái tên mới rồi. Tôi đang làm dở cái theo kia, tôi để dành đã. Thật mẹ bà đạo lý VL. Cứ để dành cái đấy đã. Đây nó vẫn lưu ở đây thôi mà. Empty basket. Làm nhiệm vụ này là mình sẽ được tặng cái charm chuyên tăng về defense. Thường rồi. Úi xổ mẹ đồng cỏ đẹp thế. Cỏ này là cỏ lau đâu anh em. Úi xổ. Mẹ cánh đồng cỏ đẹp. Đẹp thật. Cưỡi ngựa lại còn lấy tay coi như là sờ cỏ. Cham đó nó tự đỡ đòn á? Thật không đấy? Đây rồi. Đây 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 đây. Samurai, dozo koshirai. Đây ông nào mình kể. Omoshiroi hanashi o shitte oru yō da na. Azamo de. Tôi nghe nói là ông có một cái truyền thuyết muốn kể cho tôi. Tami ga motomeru chie iku yō de. Anata sama ni mo iki aru hanashi. Câu chuyện của tôi là dành cho anh nghe. Iku. Ấy dạ. Nhiều coi như là thế kỷ trước. Ngài Nagao là cung thủ giỏi nhất trên như là hòn đảo của chúng ta.
Ngài ngắm rất chuẩn, anh kỳ quá nhờ. Và ông Hachiman đã rất là ấn tượng, nên đã tặng cái giáp này cho ngài ấy. À, đây là giáp của một cung thủ huyền thoại. Kinh đấy. Một ngày, bọn coi như là hải tặc tấn công, chúng đã coi như là đe dọa cái thị trấn Asamo. Mọi người chạy trốn, chỉ còn lại một mình ông Tadayoshi ở lại chống lại bọn cướp đang mặc trên người bộ giáp huyền thoại. Sau đó, bọn hải tặc tấn công vào ngôi làng. Tadayoshi đã sử dụng mũi tên tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Chỉ còn vài thằng chạy thoát là còn sống. Không ai coi như là động được đến một manh giáp của Tadayoshi. Nhiều năm sau, Tadayori đã chết một cách an bình tại nhà. Nhưng cái bộ giáp của ông ấy đã bị biến mất một cách bí ẩn. Có ai đó tin rằng là bộ giáp của ông ấy vẫn đang đợi người coi như là thừa kế. À, một cái địa điểm phía bắc. Mình sẽ đến tìm cái nơi mà ông Tadayori có thể để lại bộ giáp. Đây, cái nơi mà có bông hoa tím đây. Mokou tao sư tame nara ba shudan wa toane. Yoi yoroi nara. 700m. Xa thế. Không có chỗ nào phát travel đấy cho nhanh nhỉ? Mẹ, cái này đi trên đường là mình phải chịu khó phát travel anh em ạ. Thôi rồi, tiện thể mình đến đây mình làm nhiệm vụ này luôn để mình được luôn một cái stand luôn này. Cho nhanh này. Tranh thủ tôi chạy đây luôn. Nó đi ở chỗ này. Mình sẽ có cái để mình phát travel cho nhanh. Có rất nhiều cái theo nhá. Nếu tôi không nhầm mà trong con game có tổng cộng khoảng gần 70 cái theo này. Tổng cộng là 70 cái theo. Theo nhỏ đấy. Còn cái mythic theo này, tức là cái truyền thuyết lớn này thì có khoảng tầm mười mấy cái. Còn những cái theo nhỏ nó khoảng hơn 70 cái. Gần 70 cái đúng hơn. 700m mà xa. Ô, con game này 700m xa đấy anh em ạ. Anh em chơi mấy con game thế giới mở khác thì 700m nó chả là cái đéo gì, nhưng mà con này 700m xa đấy. Bởi vì là họ làm cái diện tích của đảo theo cái tỷ lệ nó khá giống ngoài đời thật. Cái đảo này nó bé mà. Nên nếu mà làm mẹ kiểu di chuyển nhanh hết mẹ đảo luôn. Game làm nhiệm vụ phụ hay phết. Ừ, nhiệm vụ nhiều mà. Harry Hải xoanh được cái hiệu 2 năm. Harry Hải chạy theo tôi. Theo tôi từ hồi tôi mới đến Nonolith mà. Đây rồi. Chính là chỗ này đây đúng không? Được rồi, xuống ngựa thôi. Đường đường chính chính mà đi vào thôi. Đéo có phải coi như là ẩn náu cái đéo gì luôn. Thật với anh em luôn, câu cho nhánh đường đường chính chính đi vào. Tôi là như vậy mà. Không phải nói nhiều. Bắn ai? Bắn ai? Mày nên nhớ là tên của tao có khả năng đốt con ạ. Sao? Còn ai không? À, vẫn còn mấy anh trong kia à? À, có khi là ẩn náu tí đi cho nó game nó khó thêm một tí. Cái chơi này chán quá. Cảm giác nó bá đạo quá ấy. Hơi chán. Để tôi xem là có cái đường nào vào tí. Trên kia còn có... Ây à, anh kia còn đang tập. Anh này còn đang tập cái gì đây? Tập kiếm à? Observe leader thôi. Thành leader lại đứng ở đây chỉ có chết chứ đéo gì nữa. Xin lỗi nha. Đủ rồi này. Tôi học được cái ấy rồi đấy.
Học được cái mẹ thế đứng mẹ giáo đấy anh em ạ. Kinh quá nhờ. Cái là chuyên chống lại bọn sử dụng giáo giết đúng không? Chuyên chống lại bọn sử dụng giáo. Hay quá. 3 lần tam giác là đánh coi như là mẹ break mẹ cả giáo của nó luôn. Kinh không? À ngon. Cú đá Sparta này. Ui xôi ôi. Được đấy. Tôi thích cái này rồi đấy. Tôi thích cái này. Tôi thích. Đá là giữ tam giác là đá. Tôi thích rồi. Dùng luôn. Mọi. Một phát. Cú đá Sparta. Ok sao không đá. Ok sao đá nhở. À mình đã chọn cái đéo đâu. Này thì bơi không anh em? Bơi không? Lên tiêu diệt cái thằng bắn cung đã. Mày lên đây. Lên đây. Xôi. Đéo bao giờ có tuổi luôn. Con này lên đây được không? Một đá, ai nó tránh được, nó đỡ được. Nó mẹ đông quá. This. Đéo ổn rồi. Đi, trời đông quá. Con mẹ nó đéo con chỗ tránh. Hai thằng nó cứ phối hợp đánh tôi. Mẹ. Đéo hiểu. Bọn khốn nạn nhớ bố nha. Rồi chúng mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Ra đây. Khui. Bọn ấy nhanh quá, tôm díu thời gian mà đổi thế. Ơ kìa. Bịt mẹ là đang mải nói chuyện với anh em. Thằng chú mẹ sống lại con mẹ rồi. Ê con đau tụi thầm. Được rồi, ta biết rồi. Chọn cái này, ta biết rồi. Này, mình phải liên tục thay đổi. Cái lúc mình thay đổi thời gian nó sẽ chậm lại. À chùm ra rồi. Em chào anh. Đi ra đây. Ra đây anh ơi. Dằm ba thằng chùm. Dằm ba con chó. Nào vào nó đây.
Ờ, mình còn một cái skill bom nữa nhở. Ờ, đây tôi còn một cái skill bom nữa. Quên. Để thử xem như thế nào nhá. Đây. Đéo ném xa thế. Đéo mẹ ném xa vãi đái ạ. Đéo hiểu ném như cái lìn ý. Hay là do nó có cái auto arm nhỉ? Có cái auto arm sao? Bực hết cả mình. Mạnh để chúng mày. Đi. Chúng mày chết đi. Bố mày ghét. Sợ chưa? Sợ thì đứng yên. Không biết sợ tao à? Hỏi là sợ chưa, tôi không muốn giết bọn này một cách bình thường đâu. Tôi muốn giết nghệ thuật. Mà ai cho tôi được nghệ thuật? Tôi đã nhân nhựa. Tôi muốn nghệ thuật. Tôi càng muốn nghệ thuật, bọn nó càng lấn tới. Đấy, chúng nó phải chết thôi. Chỗ này xong chưa? Gớm chơi no mồ mà gáy kinh quá. Hà Thị Nam Phương. Ôi giời, khiếp Phương làm gì mà em cắt với anh thế? Ồ, đời anh sợ chim chỉ trông mong các chị em coi như là khâm phục mình. Thế nào em lại comment cái câu nghe nó đau lòng anh? Ồ, rồi hoàn tất rồi. Từ đây đi tiếp thôi. Ô, có mấy thằng cướp cạn này. Quên mẹ đi còn ạ. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Bốn thằng. Lắm cướp lắm quẹo này. Đi đéo đâu gặp chúng nó ấy kìa bạn. Khổ. Lại phải ra tay thôi. Ha ha ha!
Lại chim, ở kia lại có mấy thằng vớ vẩn. Đéo hiểu, tôi muốn tập trung vào nhiệm vụ. À, lại mình đã chọn cái địa điểm này đéo đâu. Phải chọn chỗ này chứ. Nãy giờ đi mẹ sai mẽ đường. Một cách cả mình. Nó đã xin tha rồi còn giết ác VL. Mẹ nó giết dân mình. Nó có ai xin được nó không? Anh em. Chim dẫn đầu đấy. Trên đấy à? Để tí tao xuống ngựa đã. À, tắm anh em ạ. À. Khổ. Lại khám phá được chỗ để chúng ta coi như là tắm tiền rồi. Tắm tiền thôi, mông sẽ lại trắng hiếu ra rồi. Đấy. Các chị em nhìn chắc bấn lắm đấy. Quê hỏi em Phương. Ướt chưa? Úi giời ơi. Nhớ về Ryuzo thanh niên bạn. Giết người bad ending đấy. À thế à? おじ上にいつも叱られていた。 Tăng máu tối đa lên. Phương đang bận dày rồi. Ừ, chắc đang dày khổ. Chắc đang dày. Trong chiến trường nhân nhượng với kẻ địch là tự sát với bản thân. Rồi. Chuẩn đấy anh em. Đi tìm cái bông hoa màu tím. Đằng kia có mấy thằng cướp kìa. Sao hỏi thử cho anh chị có biết hoa màu tím đâu không. Các anh ơi, cho em hỏi có cái bông hoa nào màu tím ở đây không? Anh tìm bông hoa màu tím các anh ạ. Anh nào trả lời cho em được bông hoa màu tím ở đâu không? Anh biết à? Anh, hoa màu tím ở đâu anh? Ôi sao lại sao sao thế anh? Em bảo hoa màu tím, hoa tím đâu? Hoa tím đâu? Hoa tím đâu? Hả? Hoa tím đâu? Hả? Hoa tím đâu? Hoa tím đâu? Hoa đâu? Tao lại nói hoa đâu? Hả? Hoa đâu? Không nói hoa đâu này. Khan mau, khổ thân anh ta mau. Đấy, cứu được anh già rồi. Dâu hơi dây. Được. Lại có một rumor mới này. Cũng là mình kiếm được một người, họ sẽ nói cho mình về một cái một có một cái sở tên gì đấy. Mẹ sắp tới của tôi là cái sở tên gì nhìn kinh lắm anh em ạ. Như kiểu là mình đồng ra sắt ý. Trông bố đời phết. Nói chung là không nói cho tôi biết hoa tím ở đâu, tôi tự tìm. Đèo mò. Con đèo dày đã nói ông tự đi tìm. Lại gấu ở đâu đấy? Lại gấu kìa. Khổ. Nó có muốn đéo đâu. Nó con này nó cứ thích bố láo với tôi. Thì nó phải chết thôi.
Gấu ơi, gấu đi đâu vậy gấu? Ở lại anh em mình chơi với nhau. Gấu ơi, gấu ơi, gấu đi đâu? Ở lại bọn mình chơi với nhau. Anh xin em một ít ra nhà. Cảm ơn em đã cho. Rồi, đi tiếp thôi. Cái loài hoa tím kìa rồi. Murasaki no Kikuda. Kono hana no koto o kōshi wa hanashite otta na. Kanmuri ni tsuzuite oru hazu. Trong nghe này có tiếng ai đang bắn cung hay sao nhỉ? Sao mình nghe này có tiếng thằng nào bắn cung? Ô mày lên! Mày chúng nó dám bầm bồ làm anh gấu anh em ạ! Tôi sẽ trả thù cho anh gấu! Bọn mất dây! Nó hành hạ anh gấu! Đéo mẹ đây là gấu của nước Nhật nhá! Ai cho chúng mày hành hạ anh gấu? Bọn mất dây! Khổ thần! À đây là anh lợn chứ gấu đéo đâu. Nó chết rồi. Dẻo đừng tin, giết địch không bị bad end, cốt truyện không đổi. Thế anh em nghĩ tôi tin à? Anh em hơi bị khinh thường tôi. 10 cái bông hoa rồi. Chắc là đủ để chúng ta có thể thay đổi màu quần áo còn nhiếc rồi đấy. Koko ga kanmuri. Tadayori no yoroi ga aru hazu. Đây. Đây à? Hương mới được thắp xong. Là sao? Noko ni nani ka aru yo. Có thứ gì ở bên trong cái này? Tadayori no yori ga chizu. Bản đồ của nơi an nghỉ của Tadayori. Ôi giời, lại còn bây giờ lại còn phải mẹ vãi cứt. Đây, tức là từ cái chỗ chúng ta đang đứng sẽ phải nhìn qua một cái con sông, nhìn qua mấy con sông, nó sẽ chỉ đến cái chỗ nó hình cái tượng ở bên dưới một khu màu hoa trắng nữa. Chúng ta phải nhìn qua một con sông. Sông hay là đường dưới kia đúng không? Đứng đây nhìn mẹ ra luôn, đéo phải mật mã đéo gì nhỉ? Đứng ngay dưới kia rồi. Cái gì phải mật mã mật miếc gì cho nó mệt người. Nhìn thấy luôn rồi đéo gì. Trộm mộ. Đúng rồi, chúng ta đi qua mấy con sông ở bên dưới này. Thế này mà phải làm bản đồ. Thằng nó cứ nói thẳng mẹ ra là mày sẽ phải đi qua một con sông, sang bên kia sẽ có bông hoa màu tím, thế mày tiếp tục tìm cho nó nhanh. Gợi ý đến tận mõm thế này, đéo lấy được thì thôi. Nhảy nghe mình nhảy. Ủa cái gì đấy? Phải cứt lợn rừng tấn công. Đấy. Con game này có những cái thời khắc rất đẹp. Đấy. Cướp ơi, Lục Vân Tiên giữa đường làm chuyện bất bình. Ôi cái đéo đấy. Ôi thằng kia là quân nó à? Tôi cứ tưởng là tôi đang giúp người thì đéo nào thằng này quân nó à? Em ơi, cho anh hỏi, ở gần đây có cái tượng em ạ. À. Em ơi, gần đây có cái tượng em ơi. Ok, cái thằng này. Tao hỏi mày cái tượng cơ mà. Thằng mất dậy. Đéo hiểu. Thế đã nhìn thấy cái tượng chưa? Hả? Nhìn thấy tượng chưa? Vẫn chưa nhìn thấy à? Chưa nhìn thấy này.
đầu để xem là cái tượng đấy nó nằm ở chỗ nào. Koko ni mo Murasaki no kiku. Tadayori no Iori wa chikai na. Cùng dâm cực ác. Đây đúng không? Đây chỗ này. Đúng rồi. Hóa ra là mình phải đi đến... Thế đéo nào, thế hóa ra tôi nhìn nhầm bản đồ à? Anh em ơi, nãy giờ tôi vẫn nghĩ rằng là cái chỗ mình tìm là cái chỗ cái tượng ở dưới, phía dưới của cái bản đồ. Thế đéo nào hóa ra là cái bên trên anh em ạ. Vâng. Đây người ta gọi là bất chiến tự nhiên thành. Chui vào thung lũng rồi. Này, thung lũng này năm xưa là thung lũng của coi như là Trương Vô Kỵ. Học được Cửu Dương Thần Công đấy mà. Cái quái nhỏ kia có xác người kìa. Ơ chết. Chứng tỏ là cũng đã từng có bọn nó đến đây, nó muốn chiếm cái bộ giáp đấy. Bọn Mông Cổ. Nhưng không hiểu bị ai giết ý. Kinh vãi. Một cái bản đồ nữa ở đây. Đéo gì lắm bản lắm đồ thế. Tiễn biệt chúng mày. U vãi đái. Dinh thự. Dinh thự nhà ông mẹ Tadayori anh em ạ. Đẹp quá mẹ đẹp. Tôi thật với anh em xem sửa chim sẽ đéo nhìn thấy được hết cái độ đẹp đâu. Nhưng mà anh em chơi con này trên màn hình 4K thì thề với anh em đẹp. Đẹp thật. Hoa bay gió thổi. Đẹp. Tuyệt tình cốc à, giống kiểu tuyệt tình cốc. Chọn xem cái mộ nào. Mộ hình cái cung. Tadayori wa yasuki kokoro mote yumi hikaba amata o inuku. Nagaoke no kamon da. Tadayori no ichizoku. Đây là biểu tượng của cái clan gia tộc mà anh Tadayori ở trong. Murasaki no kanmuri to onaji ko. Đây, cũng có cái bát hương ở đây đây. Mới được thắp gần đây. Ui, ai đấy? Con gái rồi, con gái của anh ấy rồi. Ôi dồi ôi, tôi đã phải đánh nhau. Tôi là Jin Sakai. Tôi là cháu của ông Shimura. Mày là thán cướp. Vợ à? Kaeze. Vợ rồi. Ôi dồi ôi. Vợ của anh ta Tadayori bà già anh em ạ. Đéo nhau đánh sau bà già. Ừ. Chào này muốn đánh nhau với cô đâu. Già rồi nghỉ đi. Không lẽ tôi phải làm cái điều này với một bà già. Nghe nó chán. Ây. Phải đánh vậy. Đi, sao bà già đánh kinh thế. Đéo ổn rồi. Có gì đó đéo đúng, đéo ổn rồi. Đéo được à, quên tôi chưa chuyển stand. Chuyển stand sang đây chứ. Bà láo với tôi. Vào đây. Kinh quá nhờ. Quá liên tục vậy. Mình đéo tránh được. Bà kinh quá. Ôi. Mẹ kinh vậy. Bà láo chúng tôi á.
七寄り様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。七寄り様の墓所を怪我しようって。Đéo xài được bí thuật. Đánh nhau là đéo cho xài bí thuật. Chơi nhau đây. Ây da, ây da, ây da. Chơi nhau đây. Chết rồi chị ơi. Dùng cái đòn này đi. Mẹ chém nhanh thế. Chị chúng ta đánh bọn Mông Cổ chúng đánh nhau. Cái gì đấy? Đừng làm em chị ơi. Chị đéo đủ trình đâu. Em thả chị hai trận thôi. Vào đây. Đừng để em điên lên. Đợi đã thưa ngài. Tên em là Kaede. Em là hậu duệ của ông Tadayori. Em nghe nói là samurai bị giết hết. Em cứ tưởng ngài là ăn cướp. Ta không phải là ăn trộm. Ta đang đi tìm cái bộ quần áo của coi như là bố của em. Úi giời ơi, ngài rất xứng đáng để được mặc bộ đấy à. Em có biết chỗ nào tìm nó không? Có một dòng trong một cái bài văn cổ nói rằng Tadayori luôn luôn quan sát cả cái vịnh Azamo từ trên trời cao. Em nghĩ đấy chính là cái manh mối để tìm được cái giáp đấy đấy ngài à. Hãy mặc nó vào để cứu những con người vô tội. Rất nhanh, lật mặt nhanh đéo chịu được. Mẹ. Sao nãy giờ gọi cô mà bây giờ gọi em vì nó xưng với tôi là em? Chứ tôi vẫn định gọi cô mà. Là cái con này nó xưng với tôi là em ấy chứ. Xưng là em với ngài mẹ luôn mà. Khổ đấy, tôi mới gì. Tôi có muốn gọi là cô gọi là em đéo đâu. Già bỏ mẹ. Ơ thì đéo nào em đang đứng đái là gì đéo nào? À đéo phải em đang đứng mẹ đứng viếng mộ giật cá mình mẹ. Cứ tưởng gặp Rin. Bố tổ. Anh đi em nhá. Chào em. Đấy, thổi cho em đi nghe tí tiêu rồi đi thôi. Thế bây giờ phải đi đâu rồi nhỉ? Ở trên cao này à? Ôi dồi ôi, đến tận đây. Phải đến tận đây cơ, xa lắm. Phát cha vèo rồi.
bọn dùng kiếm yếu với chiêu chọc nên dùng chiêu chọc cho dễ đánh. Lại mưa bão rồi. Trong này nó làm thời tiết công nhận giống thật. Anh em nhìn cơn mưa ở trên trời làm mây rất giống nhé. Lên PC sẽ đẹp gấp vạn lần. À ừ, tôi đoán là với cái tình bây giờ chắc là khoảng tầm 3 năm nữa là game sẽ lên PC thôi mà. Bây giờ game PS4, độc quyền PS4 nó không còn là mãi mãi không lên PC nữa. Anh em chỉ phải đợi phải tầm 3 năm nữa thôi là được. Nói chung là lên PC sẽ đẹp hơn. Anh em có nhớ cách đây 3 năm tôi từng chơi con Horizon Zero Dawn? Cũng phải cách đây coi như là gần 3 năm rồi, đến bây giờ nó mới lên PC đấy. Anh em có nhớ con Horizon Zero Dawn, cái con mà có khủng long máy ấy? Đấy, 3 năm rồi đấy. Từ hồi tôi coi như mới vào nghề stream mà đến bây giờ nó lên PC rồi đấy, 3 năm. Game độc quyền do chính Sony phát hành luôn. À, mấy thằng nào đây? Mấy này là mấy anh nào? Ok, làm trò gì này? Xin phép. Phép anh nhá. Anh kia vẫn đéo biết gì luôn. Không biết gì này. Mấy cái vẫn đéo biết gì luôn. Đấy, đang phải chết thôi. Đấy nó gọi là nghệ thuật ám sát, anh em hiểu không? Kẻ địch đéo có một phải biết là ai giết quân mình luôn. Thế nó mới kinh. À, cội dùng bom đây rồi. Để tôi thử xem quả bom như thế nào nào. Đây. Mẹ nó có cái ấy bực ấy nhở. Tôi tắt cái đấy đi nhá. Đéo hiểu game PS4 nó cứ tự động nó bật cái ấy lên bực thế. Đâu? Ở đây gamma acid đây. Tắt mẹ gamma acid đi. Nhưng mà mình ném này, mình ném vào ông sư để bỏ mẹ còn à? Rồi kệ đi. Tiền rất ách. Thưa ngài, sao ngài từng được chúng tôi? Một cô gái coi như là đã chỉ cho tôi chỗ của ông. Chuyện gì ra với ông vậy? Bọn Mông Cổ đã tìm ra cái tài liệu về ông Tadayori, cái nơi ông ấy lần đầu tiên sinh ra. Bắt tôi phải chỉ ra cái chỗ đấy, dẫn chúng ta đến đây.
Như vậy bọn chúng đã tìm được cái bộ giáp đấy à? Không, chưa đâu. Tôi đã đánh lừa bọn chúng. À, hy vọng là anh đến đây kịp. Ông đã coi như rất là dũng cảm đấy. Và nó được trả giá rất tốt. Bộ giáp được ẩn náu phía dưới. Hãy lấy đi thưa ngài. Đây rồi. Đâu, bộ giáp đâu? Đâu? Đây à? Úi giời, mẹ Yasuo rồi còn đéo gì nữa. Yasuo. Ôi cái gì đấy? Mẹ bảo vệ ông này. Ai cho mày đồ láo ông ý hả? Tao cho phép chưa? Tao cho phép chưa? Mà bố láo hả? Ây à! Mẹ vừa lúc bị ra đòn. Nguy hiểm quá nhở. Bỏ mẹ rồi ông sư. Đi rồi ông sư rồi. Còn mẹ ông sư đéo được đứng đây làm cái đéo gì. Mày bố lão với anh sư à? Bố lão với anh sư à? Tôi phải đứng đây phòng thủ cho anh suy thôi. Ây à! Buông anh suy ra! Buông anh sư ra. Ý sao mẹ mấy thằng bắn cung đâu bắn chí quá. Không đáng tập trung đánh nhau thằng chó ấy được. Bực nhau chịu được. Xong chưa? À, có con thằng à? Còn mẹ mày. Ara te ga kuru zo. Buji ka? Hai, Sakai-sama. Osho! Dosho! 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 Chết rồi. Anh sư từ từ. Đi. Mẹ cho mẹ đánh cả mấy thằng này khó quá. Bởi vì là mẹ nó đông. Chết thằng
đứng ở đây đánh không đánh mấy thằng cung, rồi mấy thằng cung nó cứ từ kia nó mẹ nó gì mà đánh mấy thằng cung rồi nó lại vào nó ám toán mẹ sư phụ rất khổ. Xong rồi đấy. Mệt. Mệt mỏi VL. Lên đây lấy hoa đã thôi. Nói chuyện với cả sư thầy luôn cho nhanh. Masani yumi tori no tame no yoroi da. Anata ni o hanashi shite yokatta. Mỗi sở tên có một chiêu riêng, thế đầu có chọc, thế hai có quật, thế ba có đạp. Thì đúng rồi, vẫn đang dùng mà. Bây giờ tôi vẫn dùng mẹ chiêu khiên đánh bay khiên nói chứ. Lại có thêm điểm cộng. Pari cung học đi. Ôi, Pari đeo cung, mẹ chỉnh tôi đéo căn được cung đâu anh em ạ. Tôi phải đi đổi màu quần áo này cái anh em nhở. Bộ này khi phải đi đổi màu quần áo cái đã. Xem technique xem nào. Đây rồi. Đây này. Đây này. Tôi có thể parry được cả những cái đòn mẹ không thể nào đỡ được của bọn Spear. Quan trọng đấy. Bọn Spear bây giờ là mẹ nó đéo thể nào chọc được tôi mà tôi phải tránh nữa rồi. Tôi có thể đỡ được. Về thay màu quần áo đã. Samurai nhánh một hàng thứ hai là đỡ cung. Đúng rồi, nhưng mà thời gian đánh nhau thời gian đéo ra đỡ. Nhảy 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 xung quanh mà chặn thôi. Đỡ cung tôi biết rồi mà, trước tôi nhìn thấy cái đỡ cung rồi mà, chỗ nào nhỉ? Đây này, có rồi chứ. Đây đỡ cung rồi này. Nhưng mà đứng đây để mà đỡ mất thời gian lắm. Nhảy xung quanh đánh nó cho nhanh. Đổi bao kiếm nữa gì? Đấy, đang lên để đổi màu quần nào đã rồi đổi bao kiếm sau.
phải đổi màu quần áo nhìn trông cho nó bo đoi phát đã. Bộ này nhìn trông hơi hiền. Trông nó phải bo đoi kia biểu. Đây. Thật né cho nhanh đỡ đỡ. Ui dồi ôi mẹ. Quá đẹp cho một cuộc tình. Màu này thì sao? Màu này bình thường. Màu này trông hơi hèn. Màu trông hơi hèn. Đấy. Màu đỏ đẹp mà. Anh em nào thích kệ anh em chứ? Hơ, đây game tồi, anh em nào thích kệ anh em chứ? So what kid đây đúng không? Đâu nhỉ? Trước mình lắp như nào nhỉ? Khi... Đây, anh em muốn về lại bình thường đấy. Quay trở về bình thường thôi. Đây có kiếm trắng này đẹp này. Quang kiếm được 15 bông hoa. Kiếm thêm 14 bông hoa nữa là mình sẽ mua được cái kiếm trắng Sakai Kanata. Trắng toát mẹ luôn. 15 bông hoa. Mặc vào đã. Rồi. Đấy. Xong. Hú hú. Polochu. Panabulu. Sututudu. Nó còn hợp với cả cái mũ của tôi cơ. Mẹ mũ của tôi nó cũng có màu đỏ. Rất hợp với dáng anh. Đấy. Ngoan ngoài. Còn cái này là cái gì? Ô samurai sama, o yuzuri itadakeru mono wa gozaimasu ka? Nâng số lượng sở tích kim bom lên. Phải lấy lông thú thì mình nâng được mấy cái này. Đấy, kiếm về lại thì loại kiếm bình thường rồi đấy. Bộ này option đâu ngon bằng bộ cũ đâu. Mặc làm gì anh siêu tầm thôi hả? Tôi với tôi đéo có chuyện quan trọng ngon hay không luôn nhá. Bộ này là chuyên tăng kỹ năng về bắn cung thôi. Đây này, anh em đọc anh em sẽ biết cái bộ này nó chuyên tăng về cái gì. Bộ này đây. Nó sẽ giảm thời gian kéo cung này. Rồi là tăng thêm thời gian chúng ta nhắm này. Rồi mỗi lần chúng ta hết shot được thằng nào đấy là nó sẽ tăng lại thêm 25% của cái thanh ngắm của chúng ta. Mỗi lần chúng ta nâng cấp. Tôi sẽ mặc bộ này... cho đến khi nào mà tìm được bộ mới. Trong này nó còn có mấy bộ nữa cơ. Trong này nó còn có mấy bộ đẹp lắm. Bộ giáp trụ của samurai nữa cơ. Nhưng mà để sau. Bây giờ Hammer and Fork đấy. Bây giờ anh em muốn tôi làm gì? Mino. À, lúc nãy có cái gì nhỉ? Mà anh em bảo là lắp cái charm này vào là tự động đỡ đòn đấy nhỉ? Mino Defense Charm này hả? Anh em bảo đây là cái mà lắp vào tự động đỡ đòn đúng không? Tôi đến tôi check thử xem có đúng không? Lúc nãy có cái nhiệm vụ đấy mà. Tìm Tome đã tìm được đéo đâu. Anh em thích làm nhiệm vụ chính gì? Thích làm nhiệm vụ chính đến đây làm nhiệm vụ chính được. Đây, qua đây làm nhiệm vụ chính được. Nó xạo lờ đấy không tự động đâu thế thôi. Xạo thôi.
Tôi làm nhiệm vụ chính tiếp. Mòn chỗ thanh niên Taka để hoàn thành cái lò rèn của thanh niên đấy. Trước chúng ta đã cứu rồi. Ôi giời ơi, đéo mẹ đầu đấy. Thật em ngựa. Tìm giáp samurai đi anh. Ừ đây, đang ấy đây. Nhưng mà cái bộ giáp samurai mà đẹp nó phải ở cái chapter sau cơ. Chúng ta vẫn đang ở chapter 1. Muốn cái bộ samurai đẹp nhất ý, nó phải ở chapter sau cơ. Nên anh em cứ bình tĩnh. Đã có một số bộ samurai khác mà nó không đẹp bằng cái bộ samurai đấy. Cái bộ samurai bố đời đấy ở chapter sau cơ. Sao bảo chỗ này thuộc về bọn Mông Cổ rồi mới có thấy ai đéo đâu. Tiếng đéo gì nhỉ? Tôi nghe được có tiếng gì đấy. Thảm sát à? Ngu em ơi, bây giờ anh đỡ đòn rồi em ơi. Sắp đỡ bố em. Bố bây giờ đỡ đòn của chúng mày rồi con ạ. Anh xin lỗi. Yuna đây rồi. Chưa chết à? Sorry. Anh đấy hả Jin? Ờ đây tôi đây. Anh đã làm được rồi. Chuyện gì ra đây vậy? Taka đâu? Taka vẫn đang ẩn náu cùng những người khác ở Komatsu. Bọn Mông Cổ đến đây vài ngày trước. Bọn chúng đã bắt tù binh, giết tất cả bất cứ ai mà dám chống lại bọn chúng. Bọn chúng nó quay lại để hoàn thành nốt cái nhiệm vụ của mình tại đây. Đây mới chỉ là bọn đến đây thám thính thôi. Quân đội của bọn chúng vẫn còn đằng sau cơ. Thế chúng ta phải đi thôi, ngay bây giờ. Chúng ta có thể phòng thủ được cái thị trấn này. Hả? Chúng ta cần cái lò rèn ở đây. Và cả những cái người dân ở đây nữa. Nếu cô muốn thì cô cứ trốn đi. Không. Tôi đã mệt mỏi vì cứ phải chạy trốn mãi rồi. Đưa tôi cho người trốn người khác. Chuẩn bị phòng thủ thôi các bạn. Chuẩn bị trận chiến phòng thủ nơi này. Trước sau game cũng buộc có bộ Ghost à? Ừ. Trước sau gì cơ mà? Ôi nắng đẹp thế. Taka có chiến đấu được không? Đẹp, thằng bé còn đéo làm hại được một con ruồi. Kinh quá nhỉ? Em Yuna em bảo là mời em ấy uống, em sẽ kể thêm về chuyện đời của em ấy cho mình. Cười nói. Yêu. Cái gì đấy? Cô sẽ an toàn với bọn tôi thôi. Dự đoán kết cục của Jin sẽ không tốt vì đã vi phạm quy tắc samurai. Đã hiểu liên quan gì? À, lùa bọn nó vào trong cái chỗ mà mình có thể tiêu diệt bọn nó. Lùa vào chỗ mà mình phục kích. Vẫn còn nhiều người sống ở đây chứ. Đây là thanh niên Taka đây rồi. Khổ. Thanh niên nhát cái được cái việc gì. Trông già râu bọc dài thế kia. Tôi đã cầu coi như là những vị thần phụ cho anh. Rất cảm ơn anh. Tôi đến đây để giúp mọi người. Yuna nói ra anh cần thứ gì? Cái dụng cụ mới à? Tôi cần thứ để có thể cứu được ngài Shimura. Ông ấy bị nhốt ở lâu đài Kaneda. Chúng ta cần vào đấy mà không ai nhìn thấy. Cái thị trấn này nó có một cái lò rèn, mà anh lại là thợ rèn.
anh là người giỏi nhất. À, em là người giỏi nhất. Tôi có thể làm được thứ gì đó mà không có thời gian. Bọn Mông Cổ sắp tấn công vào đây rồi. Tôi sẽ không để bọn chúng chiếm được cái ngôi làng này đâu. Bọn chị sẽ ở lại. Tôi cần Ukiyo. Ukiyo ở đâu? Anh đang đi tìm vợ anh ấy. Tôi sẽ tìm Ukiyo cho anh. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi Yuna. Lại còn thanh niên còn đeo cả kiếm chứ, đéo hiểu. Đeo kiếm làm đéo, vứt bẹ kiếm đi. Tìm thanh niên Yukio đến để phụ giúp cho thằng kia, nó có thời gian nó rèn. Chắc là rèn món đồ gì đấy, kinh lắm, vũ khí giấy kinh lắm. Nhìn bộ này bẩn bẩn nhỉ, có đau tôi không? Đéo hiểu. Làm nhau gì luôn? Làm nhau gì luôn? Hóa ra trong này là có bọn Mông Cổ, nó vẫn mẹ giữ một cái khu ở đây chứ không phải nó bị đánh bại hết đâu. Tôi lại cứ tưởng là đéo còn ai. Đây rồi. Ôi, trông hai vợ chồng trông khổ. Yukio. Yukio. Vâng, Taka cần anh đến chỗ lò rèn. Đi theo tôi. Đợi đã, vợ tôi và coi như là em gái của ấy đang ở dưới chỗ sông. Dẫn tôi đến chỗ đấy. Phải đi cứu vợ nó mình nhục. Sau khi ông cứu chú ổng biết phạm quy tắc, ổng đánh cho. Đánh đéo gì đéo hiểu anh em ấy. Ôi trời ơi! Bọn khốn nạn! Mày dám hiếp dân tao à? Yamete! Yamete! Yamete này! Nhà mê tê này. Thế đéo là anh ở đằng này cơ mà em lại chào đằng trước vậy? Yukio gửi tôi đến đây. Anh vẫn còn sống à? Đi theo tôi. Taka cần chồng cô. Ôi dồi ôi, tình yêu của anh. Ôi chồng chạy kìa. Ôi chồng tìm thấy vợ chạy kìa. Chồng. Tôi không phải là quỷ gì cả. Em kia đang bảo là anh này đánh nhau cứ như là quỷ ý. Tôi chỉ như vậy khi tôi đối mặt với bọn Mông Cổ mà thôi. Chồng. Rồi đi. Có mấy thằng đéo ở đây? Mẹ, bọn đéo ở đây. Từ từ. Mẹ, chúng nó lại tấn công ở khu lò rèn hay sao ấy? Bạn lùng sụp ai đấy? Lùng sụp ai? Đây.
칭하라고. 응? 빨리 빨리. 자. 도쇼! 도쇼! 그 빨리 bảo vệ mấy người này. 어디스? 어디 đây? 찢 mẹ rồi. 디스 mình không được để lộ. Cốt yếu là không được để lộ vị trí. Để lộ vị trí một cái là mẹ mấy anh này đi ngay. Nói đèo điểm đây đi đường khác. Đeo gì vào đi đường đấy thì mình đi đường khác. Ai chẳng biết là giết thằng có đầu lâu nhưng mấy thằng kêu đông quá. Cũng thời gian mà giết đi chứ. Nghe nó có thằng sau xuất hiện nhục chạy đi lên. Cha gì cái đéo. Các anh em kit mặt bộ này giảm tận 15 damage melee của bộ cũ. Quan gì đâu, đánh thì dễ mà. Quan trọng là mấy cái thằng kia nó làm tôi phải bảo vệ mệt. Mōko ga aite no toki nomi da. Chuyển sang sở tên giáo à. Được rồi. Kajiba ni iku zo. Tsuite maire. Mình lên đi đường này. Nhà thôi. Dục tốc là bất đạt ngay. Mẹ lộ mẹ rồi. Chó cái mắt tinh thế. Tìm xử bố mày. Đã đoàn kiểu đéo gì đây? Đánh dần chết mẹ rồi. Nó chỉ cần chém pha thằng cái chết. Đứng đờ ra đấy, đéo hiểu. Tôi nghĩ là mình nên đi vòng theo đường này thì hơn. Đi vòng theo đường này. Mōko ga aite no toki nomi da. Kajiba ni iku zo. Tsuite maire. Bí thuật hết rồi. Bí thuật hết hết tiêu rồi. Tội muốn bí thuật lắm nhưng mà bí thuật hết mẹ tiêu rồi đâu bí thuật. Đấy, mẹ đi đường này mẹ vòng vào.
trên kia rồi. Đấy, mẹ đi cái đường này thì đéo thấy có một cái thằng nào xuất hiện, đéo hiểu. Trong khi đi đường kia nó dẫn theo cả một đạo quân. Khổ. Đây, hàng của mày đây. Phục lắm. Nhất kiếm tất sát lăng ba vi bộ đông. Ôi, tiết kiệm để tăng máu cho đánh kinh lắm. Là em Yuna ở đâu rồi? Khổ, nhà đâu rồi? Cứ đi đâu đây? Thôi được rồi, mà ít nhất là tôi đéo cần phải có đứa nào đằng sau nó cũng đỡ. Một mình đi tôi nó đỡ khổ. Đâu, Yuna đâu? Hướng này. Ơ, lần này đéo thấy mấy thằng Mông Cổ đâu nhỉ? Lúc nãy chúng nó ở đâu ra lắm thế? À đây 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 đây. Kajiba có thể đưa ra được rồi. Chúng ta cần phải thắp lửa lên trong lò rèn. Để bọn Mông Cổ bắt được một đứa rồi. Phải đến cứu bọn ấy đã. Tù nhân đã. Kìa bên trong. Xử lý mấy thằng này đơn giản mà. Anh kia chung thì ơi, tôi thấy ơi, đúng rồi, anh ảnh hưởng cái đi. Thế chứ. Anh buồn cười. Ngoảnh kia đi anh. Rồi. Ôi giời, khổ mấy chị đang quỳ. Tại sao các chị phải quỳ? Ôi, trong anh kia làm trò gì đấy? Múa mày quay cuồng gì đấy? Múa mày quay cuồng này. Đấy, quên mất rồi đấy, mình không đỡ được. Quên với mày. Có thằng nào gần đây đấy? Nóc nhà. Ờ. Thế anh đéo ở đâu? Anh ơi. Ơ thì có ra đây à? Sao anh lại một mình ở đây? Anh đã cứu chúng tôi. Kajima mà đi kêu cơ. Cô có thể đi tự đi đến chỗ lò rèn được không? Được. Bây giờ cả bây em Harry Hải Hoa Sen à? Mọi người lại phải đưa bọn này đi rồi. Đéo mẹ thế có nhục không? Nhưng mà kinh nghiệm của tôi là cứ đi ở cái đường ven ấy. Đây này. Kinh nghiệm là chạy theo đường ven. Đừng có đi theo cái đường chính kia, thầy đéo đã gặp bọn nó. Cứ đường ven mà đi thôi. Bọn này thì thực ra không phải là mù, nhưng mà nó hơi ngu, phản ứng nó hơi chậm. Chứ nó không đến cái nỗi mù đâu. Ngao Tây Tạng. Anh xin lỗi em Ngao.
anh xin lỗi em Ngao. Hát anh sẽ thấy khác. Đừng nhấn hát với normal phải thấy khác chứ không thì người ta tạo ra hát với normal làm nhéo gì anh em nói thế mà anh em cũng nói được, đéo hiểu. Hát với normal phải khác chứ. Không thì người ta tạo ra hát làm nhéo gì. Không anh em ạ. Còn một sự thật nữa mà tôi có thể cho anh em biết, đó là Easy cũng khác hát lắm anh em ạ. Chơi Easy sẽ thấy khác, đúng không? Xin phải xa xe gắt tè. Kajibani hiu yi lê rô. Mô cô gái yốt tè kimas. Cô cô chì cô xua xe nè đè rô. Cô nô rì ô nô ngắt tè hoa nai. À bọn kia còn không dám phá hoại cái chỗ này. Bọn bông cổ nó cũng muốn giữ cái lò rèn này. Đây là nơi mà chúng ta sẽ đứng lên. Lò rèn này chạy bằng nước à? À chúng nó đến rồi. Sáu anh đến nạp mạng rồi. Quém chào các oanh. Ây da. Con mẹ con chó bắn cung nhá. Để cho bắn cung rồi đã. Đồ láo với chúng tôi này. Ha, nó định vào. Nhanh ra chỗ thằng kia đi. Đéo gì cái gì cả. Chui cho mày chiến đấu thôi anh em ạ. Ây! Thế nhưng chỉ còn toàn bọn cung thủ hay sao ấy? Để ra xem nào. Đúng rồi. Đấy mẹ còn tặng cung thủ thôi. Xong chưa? Mẹ chó cắn chết ạ. À.
Địt. Con mày chó cắn kinh thật. Thứ tư có thằng trong nhà. Tốt nhất chúng ta nên ở trong nhà anh em ạ. Ở trong nhà mà thủ chó lành. Đéo nên ra ngoài. Thằng tướng nó vào kia rồi. Vào đây em dai. Vào đây em dai. Xong. Xong rồi. Thế chứ. Tôi không cần phải đổi giáp luôn. Gọn. Tuổi lờ sánh vai. Đúng không anh em? Tuổi lờ sánh vai. Tôi chưa giờ thấy một samurai như vậy cả. Kinh quá. Chẳng có gì cả. Anh ta còn hơn cả một samurai cơ. Để anh ta là một linh hồn sống lại từ ngôi mộ để chống lại bọn Mông Cổ đấy. Đẹp. Bọn kia tưởng thật. Chúng ta nấp ở đâu đây? Không cần phải nấp. Cứ đốt lò lửa lên và rèn những cái vũ khí mạnh nhất tại Komatsu. Đó là cách chúng ta chống lại bọn Mông Cổ. Đó là cách chúng ta cứu ngài Shimura. Quỳnh. Cô nói tôi là linh hồn à? Tôi nghĩ là họ thích như thế đấy. Nhưng anh ta lại bị chó cắn chết nhục vơ lề. Đéo hiểu liên quan. Chó ngao Tây Tạng nó cắn kinh lắm. Thêm một điểm cộng rồi. Đây, lâu đài Kaneda đây. Ta đọc được rằng là samurai thường đi theo cái con đường gọi là vinh danh dự. Thế tại sao tao tìm thấy người của bọn tao bị đâm từ phía sau? Thế bỏ mẹ rồi. Sakai không bao giờ làm cái việc như vậy. Đi, nó khích rồi. Chiến tranh khiến cho nó bộc lộ rõ bản chất của mình. Nó khiến mày thành một con chó đấy. Mày khiến cho anh họ của... anh họ của mày đi hiếp dâm cái đéo gì ấy. Thằng chó mày, nó sẽ trở thành cái thứ mà mày rất là căm ghét. Trừ khi mày gia nhập vào quân đội của tao để có được hòa bình. Mày không muốn coi như là đồng minh. Mày chỉ muốn cái tiêu diệt So Gan mà thôi. Cứ suy nghĩ về cái lời đề nghị của tao đi. Hãy giúp cháu mày giữ được danh dự. Đừng để nó trở thành một tên hèn mặt không thể quay lại được nữa đâu. Và trước khi ta mang đầu của nó về đây.
khốn nạn rồi. Thằng kia nó kể con mẹ nó rồi. Này về biết ăn nói thế nào với chú đây. Ô, có gift mới kìa. Tôi có món quà mới anh em ạ. Để xem mình được quà gì. Thật, bất quá thì làm đình đánh thuê đèo chú. Quà gì đây? Cái đéo gì, sao được tôi lại nhặt được cả cái mẹ cái băng mặt của trộm của đâu tôi không chứ lại. Đéo mẹ. Khôn nan. Nhưng mà trông bro hơn anh em nhỉ. Trông bro hơn mặt nạ. Mặt nạ cũng bro thật mà cái này trông có vẻ hợp với cả bộ quần áo tôi đang mặc hơn. Trông được ấy. Trông ngầu ấy. Được. Chấp nhận được. Nào anh em thích thay gear gì? Anh em thích thay outfit sang coi như là bộ outfit gì gì? Ronin nhá. Hay là quay về với Traveler? Traveler đéo được cái gì lắm. Quay về với Ronin, sau update Ronin mẹ luôn. Được. Để tôi update bộ Ronin lên. Update Ronin nó sẽ tăng đam của chúng ta lên. À, quên. Update quần áo là đây. Nhầm. Đấy, tăng thêm 15% coi như là... もう鍛えられません. 15% tăng vào coi như là chiến đấu. Nâng một lần nữa. Ô, tôi có 408 rồi kìa. Nâng một lần nữa thôi là damage của mình tăng lên 30% đấy. Đi kiếm thêm coi như là lên 500 cái supply là xong. Tôi thay cái màu cái bộ ID là được mà. Để tôi thay màu ID cho nhìn cho nó khác bọt đi là được mà. Outfit. Không lẽ đưa về cái màu mẹ màu gốc này. Thôi màu này đi. Để đi kiếm thêm vài cái 100 cái dĩa thôi là được. Đan mẹ tăng thêm 30%. Sakai-sama, gobuji de. Nâng cấp cung à? Yumi no shuzen o itashimashou ka? Đam của cung sẽ tăng hơn một tí. Anh em muốn nâng cấp cung mà chúng ta nâng cái kia để tăng đam damage đây. Tôi nghĩ là tăng đam damage đi. Cố gắng đi kiếm thêm một ít. Mấy món đồ nữa. Đi đâu đánh nhau rồi nhỉ? Cần phải đến mấy chỗ ngôi làng mới có ghế anh em ạ. Cần phải đến được mấy cái chỗ mà nó có... Nó có bọn Mông Cổ ấy. Mà đấy mình mới liếc nhiều. Xem còn chỗ nào mình chưa lấy không. Đây, có chỗ này đây. Được. Phát trà vườn đây. Sau tôi sẽ đi dọc dưới này hoặc là phát travel ở đây. Thôi phát travel ở đây xong đánh thẳng vào đây đi. Destroy shipyard là được này. Được.
Làm nhiệm vụ cốt truyện đi anh. Bình tĩnh. Để tôi nâng cấp đã. Nâng cấp bọn này lên 30% đã. Lúc ấy đam của mình nó mạnh rồi, oánh mới sướng. Cái kia chỉ dành cho cung thủ thôi. Cướp kệ đi. Cướp kìa. Đang có phốc đen nhá. Dẫn anh đến chỗ hang của em ơi. Hay quá. Cố gắng tìm được ba cái hang sói này, à hang cáo này, chúng ta lắp thêm một cái charm nữa. Càng nhiều charm thì mình sẽ càng mạnh. Sao chỗ này mẹ tối đen xì này. Không hiểu. À đây là bờ biển. Công đến khi nào nhổ phát nước bọt chết mẹ một thằng ý. Ừ đúng rồi mẹ. Không, đái phát chết chứ. Hoặc xuất phát chết một thằng. Sóc lọ ra cái cứ xuất phát chết một thằng luôn. Thế nó mới máu. À đây rồi. Một hàng sói nữa là đủ. Hàng cáo nhỉ, hàng sói. Cái gì đây? Có cả lựa chọn pet này. Âu yếm à. Ây da. Ây xà. Tao lại cho thành cây tơ bây giờ. Đi đấy. Ok ok, sướng kìa. Nhảy. Sướng. Được vuốt ve tí sướng. À, quên chưa đổi mũ nhở. Nó cứ tự động thay mũ của tôi, rất bực mình. Ơ, thực ra đây là mũ khác đấy chứ. Mũ sổ Woodmaster là mũ khác đấy. Chứ đâu phải là cái mũ cũ đâu. Mẹ. Sổ Woodmaster hát đây là mũ của bậc thầy chiến, bậc thầy kiếm thuật đấy. Chứ còn mũ này là cái thể loại mũ gọi là vớ vẩn thôi. Mũ này mới là mũ của mẹ, ừ, sổ Woodmaster này. Phải thể hiện đúng khả năng. Ôi dồi ôi, anh kia đánh nhau với cả gấu. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nó cắn. Ôi dồi ôi, nó phi. Ôi dồi ôi, anh ơi. Đừng em xem tí thôi. Làm gì gắt gỏng thế. Anh em bảo vuốt ba cái biến thành giá là cái đéo gì? Vuốt ba cái biến thành giá là sao? Biến thành gái á? Biến thành gái anh em lại comment thành biến thành giá, đéo hiểu. Đây rồi. Từ từ tôi xem quy mô của chỗ này như nào, đó phải đông ấy. Để chúng ta nên coi như là này. Relay the fan con à. Được, được, được. Ấy mà đéo vào trong được. Làm nào để giết được hai thằng này luôn nhỉ? Khá đông. Mẹ tôi nhìn sơ sơ chỗ này cũng phải tầm mẹ 30 thằng.
chúng tôi chưa nâng cái ném dụ khổ. Thế chúng ta nâng luôn cái ném dụ đi. Thật, phải có cái đấy tí chứ còn không có thì mệt lắm. Đây. À mà đã được đéo đâu, Winchimer mình đã có đéo đâu, khổ. Có cái ám sát hai thằng luôn một lúc này. Cộng với ám sát hai thằng luôn một lúc nhỉ. Đây ám sát X2 tôi nhìn thấy rồi. Để thử xem. Để thử xem sao. Chơi gót thôi tầm này đéo lại đâu. Ơ, anh em mừng cười gì. Sao đéo có ám sát hai thằng nhỉ? Tam giác à? Ấn nhầm mẹ vua mới nhục. Thôi không sai các bạn. Đấy đúng không? Sao? Hai thằng ra đi. Hay đấy, được. Tam giác, anh em bạn, tam giác, tam giác, tam giác. Xử lý hai anh luôn. Hay quá. Đòn này bá đạo quá. Đây, bay đi chim. Phải vào lút đồ nhỉ. Nhiệm vụ của mình là lút mấy cái kia mà. Quên mất. Anh em nói tôi mới nhớ. Tôi đang đi lút mấy cái Rồi, supply hay lắm. Mới 8 supply thêm rồi. Nếu tôi không nhầm là cái trại này là cái trại có ở trong cái phần demo gameplay của con game này đấy. Yes. Gì đây? Em chào anh. Sát cơ mà. Tốt. Rất nhanh.
Ôi sao con ngựa bị làm sao đấy? Làm nào sao ngựa tôi bị mất máu này? Là như nào? Khổ, ăn vào đi em. Ngựa có tỏ ra mất máu anh em ạ, đéo hiểu. Bị ông kia bắn à? Đây đi, ra đây đi. Khổ thân ngựa. Đây, ngồi đây chúng mày mà ngồi đây mà ăn cỏ nhá. Đi kia nó bắn cho bỏ mẹ. Tôi chém vào ngựa à? Đi. Thế à? Khổ. Quân ta đánh quân mình à? Khổ. Chỗ này là mình cũng lấy hết rồi đấy. Bây giờ chỉ có đi xuống dưới kia thôi. Đi xuống dưới tàu thôi. Khu trên này là tôi giết sạch rồi. À còn anh bảo vệ kìa. Vãi loèn, thế là có anh bảo vệ đứng kia vẫn chưa chết. Kìa. Ơ. Thế đéo nào lại tôi vừa giết cái thằng ở đây mà thằng này nó không biết à? Mẹ. Này. Lại tôi vừa giết cái thằng đối diện này mà. À nó đi xuống dưới này. Thôi bảo vệ cái gì nữa, trong chơi hết rồi. Bảo vệ cái gì nữa. Kể ra chơi full coi như là gót trong con này cũng hay mà. Lên đây. Chúng mày chưa đủ đâu. Chúng mày tinh vi. Không có chỉnh thì đừng có bố láo. Bây giờ mình mạnh rồi mà. Chém tí là nó chết ngay. Tôi lấy thêm nó tăng lên 30% đam nữa thì thôi, bọn kia mình chém chắc chỉ cần cú rưỡi là chúng nó chết. Anh này làm trò gì đâu, đây câu cá à? Đi. Rất thành cảnh anh em mà. Rất thành cảnh. Thành cảnh này. Lẽ mình nên vào sau lưng xong mình đạp cho phát nhỉ? Quên đấy. Mẹ là lẽ đạp cho phát. Đúng. Tôi quên đấy. Mục tiêu của tôi là đến đây lấy cái supply này nâng lên, cho nên là luôn luôn ưu tiên cái này trước. Bao nhiêu cái supply rồi? Xem đâu nhỉ? Mình muốn xem các cái supply 469 ở ngay góc trên. Nếu hiểu mắt tôi nhiều khi nó cứ như thằng dở người. 469 anh em ạ. Ngon. Nâng cấp được rồi. Đuổi nâng cấp rồi đấy. Đúng là mồng đít nhá. Mồng đít. Xuyên quả đít bẹ luôn. Đây còn quay, tôi đạp rồi, quay, tôi đạp rồi, tôi chuyển chuyển sang đạp nhẹ nhàng nhá, thật nhẹ nhàng thôi, thật nhẹ nhàng. Ôi giời, còn có hai người đây có đau tôi không?
thật nhẹ nhàng nha. Leo lên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Rồi. Ơ đéo được. Nếu mà chúng ta giữ tam giác thì nó lại chuyển sang là ám sát hai thằng một lúc. Đéo đá được. Từ lúc học về kia xong mà đéo còn cội đá nữa. Mẹ. Thế con đầu khờm Vũ với Đạt khổ. Giữ đéo được luôn, nó vẫn lao vào luôn. Thế mới đầu chứ. Mồng đít. Làm nốt nhiệm vụ này xong quay về nâng cấp là xong. Ờ phải đứng lên nhở. Đúng rồi, lại phải đứng thẳng lên mới đá được. Đúng. Em cay. Phải đứng thẳng lên mới đá được, tôi quên. Đúng rồi, phải đứng thẳng lên phải đẹp không. Mẹ đau thế. Tí thì được đá Vũ với Đạt. Được rồi. Ai cho mày mẹ khổ à? Này thì đéo đá đây các bạn, thằng nó có cái khiên nó chắn. Ăn đá không em? Một đá này. Bắn cung bố mày á? Bắn cung bố mày á? Dậy. Bắn cung tao á? Này thì sẽ chóng mặt. Này. Khổ. Phá mấy cái này thôi là xong. Úi dồi ôi. Đốt tàu luôn. Quỳnh. Quỳnh ơi. Một mình vào đốt cả một cái doanh trại lẫn tàu của địch luôn. Thế này thì bảo sao quân Mông Cổ không thất bại. Một thằng đã thế này thì đéo hiểu là mẹ có khoảng tầm 100 thằng như này thì thôi thì có cử đạo quân 1 triệu người đấy cũng đéo chỉ có vấn đề đéo gì. Đánh nhau kiểu mất dạy VL. Công nhận mất dạy thật. Mẹ. Ô cái đéo gì đấy? Ấy là kìa. Cứ như là kiểu đéo ngủ với ngựa, khổ gái thì đéo có ngủ với ngựa. Cái này giống như kiểu chúng ta chơi con Death Stranding nhở. Lúc mà nghỉ ngơi là nằm tựa vào mấy cái món hàng xong rồi vậy nằm ngủ ấy. Khổ. Dậy đi. Và bên dưới bị đốt sạch rồi. Chả còn cái bỏ mẹ gì luôn. Nó vẫn còn nhiều tàu lắm. Thôi, về nâng cấp.
tăm plete. Là này thì mình được tặng cái gì nhỉ? Khổ. Đâu rồi, cái chùa vàng đâu rồi? Anh dùng thử đòn đâm đi anh, trước giờ không thấy anh dùng. Đòn đâm à? Đòn đâm là cái này à? À đâu, này chứ. Đấy, đâm đấy. Đấy, cho anh em xem đòn đâm đấy. Giờ tôi năng mẹ nâng đam lên 30% này, tôi thật với anh em luôn, bọn kia chắc mẹ đái ra máu mẹ luôn. Đéo có một cái tuổi gì với tôi luôn. 30% đam. Devo. Này nước non gì nữa? Này còn đánh đấm đéo gì? Đấy anh em ạ, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Tôi cũng đã livestream liên tiếp 5 ngày rồi. Bye bye. See you again. Bye bye anh em.